Việt Nam công bố ghi nhận thêm 13.321 ca nhiễm mới và 275 ca tử vong trong vòng 24 giờ. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mở cửa sau 15 tháng 9 dựa trên thẻ xanh, thẻ vàng Covid. Thành phố Hồ Chí Minh tất cả các trường hợp ho, sốt, khó thở phải xét nghiệm. Vì sao Bình Dương ghi nhận số ca nhiễm mỗi ngày vẫn còn lớn? F0 khỏi bệnh ở Bình Dương được phép ra đường ở vùng xanh. Đồng Nai kêu gọi ủng hộ thiết bị học tập cho học sinh khó khăn. Hà Nội bác tin sống chung với Covid kể từ ngày 15 tháng 9. Ngư dân vào tránh bão được cách ly xét nghiệm Covid-19. Trung Quốc viện trợ thêm 3 triệu liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam. Toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng trên 224,2 triệu ca nhiễm, 4,6 triệu ca tử vong do Covid-19. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Covid-19 cập nhật sáng ngày 11 tháng 9 của DKN TV. Lời đầu tiên, Nguyễn Tư xin kính chúc quý khán giả thân mến có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, trong vòng 24 giờ qua, Việt Nam đã ghi nhận thêm 13.321 ca nhiễm mới COVID-19. Trong số đó, có 13.306 ca nhiễm trong nước, ghi nhận ở 35 tỉnh, thành phố, tăng 907 ca so với ngày hôm trước. 12.751 người khỏi bệnh, 275 người tử vong, trong đó có 21 người được Bình Dương, Bình Thuận, Nghệ An bổ sung thêm. Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 254 ca tử vong tại các địa phương cụ thể như sau. Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo thêm 195 ca tử vong, Bình Dương 41, Tiền Giang, Đà Nẵng và Đồng Nai đều thêm 3 ca tử vong. Đồng Tháp 2, Bình Thuận, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa và Nghệ An đều ghi nhận thêm 1 ca tử vong. Ghi nhận bổ sung thêm 21 ca tử vong từ trước tại các địa phương bao gồm Bình Dương 14, Bình Thuận 4, Nghệ An 3. 13.306 ca nhiễm trong nước ghi nhận tại các địa phương cụ thể như sau. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 7.539 ca nhiễm mới, Bình Dương 3.563, Đồng Nai 823, Long An 321, Tây Ninh 248, Tiền Giang 156, Kiên Giang 86, Bình Phước 58, Đồng Tháp 58, Quảng Bình 48, Quảng Ngãi 45, Cần Thơ 37, Khánh Hòa 34, Bình Thuận 34, Đà Nẵng 30, Hà Nội 29, Bạc Liêu 26, Đắk Lắk 26, An Giang 19, Đắk Nông 17, Quảng Nam 16, Nghệ An 16, Bình Định 15, Phú Yên 13, Bà Rịa Vũng Tàu 11, Thừa Thiên Huế 8, Bến Tre 6, Lâm Đồng 5, Thanh Hóa 5. Vĩnh Long, Ninh Thuận, Sơn La đều ghi nhận thêm 3 ca mắc mới. Trà Vinh, Gia Lai đều ghi nhận thêm 2 ca mắc mới. Và tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 1 ca mắc mới. Số ca mắc mới đã nâng tổng số ca nhiễm tại các địa phương lên con số cụ thể như sau. Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng cộng 286.242 ca bệnh. Tỉnh Bình Dương ghi nhận tổng cộng 149.859 ca bệnh. Đồng Nai 32.882, Long An

Cho đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 589.417 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 350.921 ca đã khỏi bệnh, 223.754 ca đang phải điều trị và 14.745 người đã tử vong. Tiếp theo chương trình là thông tin chi tiết về tình hình tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mở cửa sau ngày 15 tháng 9 dựa trên thẻ xanh, thẻ vàng Covid. Kính thưa quý vị, hội nghị tiếp thu ý kiến đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp, hoàn thiện dự thảo kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sau ngày 15 tháng 9 vừa được tổ chức vào chiều ngày 10 tháng 9. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Phan Văn Mãi cho biết Quan điểm về việc nới lỏng phục hồi kinh tế dựa trên nguyên tắc an toàn, linh hoạt theo kết quả phòng chống dịch bệnh tiêu chí đánh giá an toàn dựa trên thẻ xanh, thẻ vàng, căn cứ trên kết quả tiêm vaccine. Cùng với đó, thành phố cũng thực hiện nguyên tắc 5K và quy định của chính phủ về an toàn theo ngành, theo hoạt động. Trình bày các bước phục hồi kinh tế, bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư cho biết, lộ trình mở cửa dự kiến thực hiện theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10, cá nhân lao động có thẻ xanh COVID có thể tham gia các hoạt động trừ karaoke, vũ trường, quán bar, massage, dịch vụ ăn uống tại chỗ, hoạt động tại các khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, dạp chiếu phim, trung tâm thương mại. Cá nhân, lao động có thẻ vàng, có xét nghiệm âm tính với COVID-19, được tham gia một số lĩnh vực cụ thể. Riêng tổ chức có 100% lao động có thẻ xanh, được phép tham gia tất cả các lĩnh vực, trừ các hoạt động nói trên. Các tổ chức có 100% lao động có thẻ xanh, tại bộ phận có tiếp xúc với người ngoài, lao động có thẻ xanh hoặc thẻ vàng, tại các bộ phận còn lại được tham gia một số hoạt động. Giai đoạn 2, từ ngày 31 tháng 10 năm 2021 đến ngày 15 tháng 1 năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng các hoạt động được phép cho các đối tượng có thẻ xanh, bao gồm trung tâm thương mại, trung tâm tập luyện thể dục thể thao, hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời. Dịch vụ ăn uống có quy mô nhỏ và bảo đảm giãn cách theo quy định dưới 20 người. Đến giai đoạn 3, sau ngày 15 tháng 1 năm 2022, thành phố lên kế hoạch mở cửa tất cả các hoạt động của nền kinh tế. Đối với hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar, massage, bắt buộc người tham gia phải có thẻ xanh. Kết thúc hội nghị, chủ tịch thành phố Phan Văn Mãi nói: "Từ đây đến ngày 15 tháng 9, thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe Tiếp thu các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp để có sự điều chỉnh trong các phương án, giải pháp theo tình hình thực tế. Vì không còn nhiều thời gian nên sẽ có độ trễ nhất định trong ban hành chính sách. Thành phố mong cộng đồng doanh nghiệp cùng chia sẻ và có sự chuẩn bị phù hợp với tiến trình. Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả các trường hợp ho sốt, khó thở phải xét nghiệm. Cũng trong ngày 10 tháng 9, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi bệnh viện công lập và ngoài công lập Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Y tế Quận, Huyện, Thành phố Thủ Đức, Phòng Y tế Quận, Huyện, Thành phố Thủ Đức về việc tăng cường công tác xét nghiệm. Theo đó, để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để cách ly điều trị kịp thời, Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tiếp tục xét nghiệm tầm soát 100% với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp, đến cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng để hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh lây lan bùng phát thực hiện xét nghiệm 3 ngày một lần đối với nhân viên, người lao động là các trường hợp có nguy cơ cao tại các cơ sở khám chữa bệnh. Huy động tối đa các lực lượng tham gia lấy mẫu, tổ chức nhiều đội lấy mẫu lưu động và không hạn chế thời gian lấy mẫu. Bên cạnh đó, tăng cường hướng dẫn người dân tự thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh có sự hỗ trợ của nhân viên y tế hoặc tình nguyện viên đã được tập huấn. Khi tổ chức thực hiện lấy mẫu phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo. Chuyển sang phần tin tức đáng chú ý về tỉnh Bình Dương. Vì sao Bình Dương ghi nhận số ca nhiễm mỗi ngày vẫn còn lớn? Tỉnh Bình Dương đang vào giai đoạn chạy nước rút để hoàn thành mục tiêu trở lại trạng thái bình thường mới từ ngày 15 tháng 9. Tuy nhiên, việc đáng quan tâm hiện nay là số ca ghi nhận mỗi ngày vẫn còn rất lớn. Mặc dù ngày 10 tháng 9, số ca mắc toàn tỉnh đã giảm 21,4% so với ngày 9 tháng 9, nhưng vẫn ở mức 4 con số. Trong đó, ca mắc tập trung nhiều nhất trong khu phong tỏa với 70,7% và sàng lọc cộng đồng chiếm 18,7%. Hiện thành phố Thuận An là địa phương dẫn đầu của tỉnh Bình Dương về số ca mắc trong ngày với 2.013 ca nhiễm. Trong đó, qua sàng lọc cộng đồng đã ghi nhận 463 ca. Tiếp đến là thị xã Bến Cát ghi nhận 503 ca nhiễm. Thành phố Dị An 450 ca nhiễm. Thị xã Tân Uyên 289 ca nhiễm thành phố Thủ Dầu Một vừa công bố chuyển hóa từ vùng đỏ thành vùng xanh và trở về trạng thái bình thường mới, cũng lại ghi nhận thêm 232 ca mắc mới. Trong số đó, có 143 ca qua sàng lọc trong cộng đồng. Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Trương, tỉnh Bình Dương được đánh giá là địa phương có diễn biến dịch COVID-19 phức tạp nhất cả nước. Nguyên nhân là do khu vực xảy ra dịch tập trung công nhân, người thuê nhà trọ, đặc biệt những nhà máy đan xen với nhà trọ. Trong khi đó, những khu nhà trọ ở Bình Dương xây dựng từ rất lâu theo một mô hình cũ nên rất chật và đông người. Điều kiện đó dễ làm lây lan virus trong cộng đồng rất nhiều. Mặc dù tỉnh đã siết chặt giãn cách xã hội nhưng biến chủng Delta không chỉ lây qua tiếp xúc còn lây qua không khí nên ở nhà trọ không tiếp xúc vẫn có thể lây. Đây là vấn đề làm phát sinh F0 rất nhiều. Nguyên nhân thứ hai được cho là tỉnh Bình Dương kiên quyết làm xét nghiệm bóc tách F0 trong cộng đồng, không bỏ sót trường hợp nào nhằm kiểm soát cho được tình hình dịch bệnh trong cộng đồng nên hầu hết mọi người phải xét nghiệm. Đặc biệt, người dân ở khu nhà trọ xét nghiệm rất nhiều liên tục. Ông Nguyễn Hồng Trương cho hay F0 đã khỏi bệnh ở Bình Dương, được phép ra đường ở vùng xanh. Thưa quý vị, vào tối ngày 10 tháng 9 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn về phương án lưu thông liên huyện vùng xanh trên địa bàn của tỉnh Bình Dương. Cụ thể, các phương tiện giao thông được phép lưu thông qua lại giữa các vùng xanh trong và ngoài địa bàn huyện thuộc vùng xanh trên cơ sở tuân thủ theo phương án tổ chức lưu thông của từng huyện. Đặc biệt, các em không đã được điều trị khỏi bệnh được phép ra đường lưu thông bình thường trên địa bàn các huyện vùng xanh của tỉnh Bình Dương. Người về từ vùng nguy cơ phải bị cách ly giám sát theo quy định. Đối với các huyện vùng xanh, người dân và phương tiện giao thông được phép lưu thông qua lại bình thường, tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hiện tại, tỉnh Bình Dương đã có 4 huyện và một thành phố trở thành vùng xanh an toàn, bao gồm thành phố Thủ Dầu Một, huyện Bảo Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng và Phú Giáo. Riêng thị xã Bến Cát cũng đang dự kiến công bố chuyển thành vùng xanh trong ít ngày tới. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Đồng Nai kêu gọi ủng hộ thiết bị học tập cho học sinh khó khăn. Thưa quý vị, vào chiều ngày 10 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai đã gửi thư kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân ủng hộ thiết bị học tập cho học sinh khó khăn trên địa bàn của tỉnh. Cụ thể, Chủ tịch tỉnh đã kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh cùng hỗ trợ, chia sẻ, ủng hộ các trang thiết bị như máy vi tính, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh, Mọi sự ủng hộ, chia sẻ gửi về ủy ban dân các huyện, thành phố thời gian từ nay đến hết tháng 10. Trước đó, tỉnh Đồng Nai đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 thực hiện mục tiêu tạm dừng đến trường, không dừng việc học. Tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình. Thời gian bắt đầu năm học mới đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông là vào ngày 13 tháng 9 và giáo dục thường xuyên là vào ngày 20 tháng 9. Tiếp theo là cập nhật thông tin về tình hình tại Hà Nội. Chính quyền Hà Nội bác tin sống chung với Covid-19 kể từ ngày 15 tháng 9. Thưa quý vị, vào tối ngày 10 tháng 9, Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội cho biết, thông tin về cuộc họp chiều ngày 9 tháng 9 liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh đang lan truyền trên mạng xã hội là tin giả. Cụ thể, theo Sở Thông tin và Truyền thông trên một số hội nhóm riêng tư thuộc nền tảng mạng xã hội Facebook và Zalo hiện đang lan truyền thông tin được cho là nội dung cuộc họp vào chiều ngày 9 tháng 9. Trong đó đưa ra các nội dung như bắt đầu thực hiện sống chung với Covid-19 kể từ ngày 15 tháng 9, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động khi bảo đảm các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh, việc mở cửa được thực hiện có lộ trình, tăng dần tỷ lệ 30%, đến 50%, đến 70% các hoạt động có nguy cơ cao sẽ giảm quy mô hoặc không được phép hoạt động. Chuyển hóa thông tin tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trên sổ sức khỏe điện tử biến thành giấy thông hành vaccine. Bỏ tất cả các giấy phép con như giấy đi đường, di biến động dân cư, xét nghiệm âm tính, chuyển dân sang điều trị COVID-19 dịch vụ có thu phí, lực lượng nhân viên bán lẻ được ưu tiên tiêm vaccine. Theo Sở Thông tin và Truyền thông, đây là thông tin giả, sai sự thật. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý khác. Ngư dân vào tránh bão được cách ly xét nghiệm COVID-19. Dự báo ngày 12 tháng 9, bão Côn Sơn ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam, sức gió mạnh nhất từ 90 km h cấp 8, cấp 9. Từ ngày 10 tháng 9, người dân Đà Nẵng đã xin giấy đi đường của chính quyền để ra biển kéo tàu thuyền lên bờ. Nhiều nơi, lực lượng biên phòng, quân đội, quy tắc đô thị hỗ trợ ngư dân nhanh chóng di chuyển phương tiện. Tỉnh Quảng Trị cũng phê duyệt các điểm tránh trú, cách ly dành riêng cho thuyền viên ngoại tỉnh vào địa phương để tránh bão. 18 giờ ngày 10 tháng 9, tỉnh cấm biển, người dân sơ tán tránh bão phải hoàn thành trước 19 giờ ngày 12 tháng 9 và không ra khỏi nhà bắt đầu từ 21 giờ cùng ngày. Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh Quảng Nam bố trí chỗ ở riêng biệt cho ngư dân ngoại tỉnh để cách ly cho đến lúc hết bão để họ tiếp tục được ra khơi. Nếu ngư dân ở lại nhiều ngày, sẽ được xét nghiệm COVID-19 Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Trung Quốc viện trợ thêm 3 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Kính thưa quý vị, vào ngày 10 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì phiên họp lần thứ 13, Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc. Trung Quốc hiện được coi là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Năm 2020, Việt Nam cũng đang là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc xét theo tiêu chí quốc gia. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã công bố Trung Quốc sẽ viện trợ thêm 3 triệu liều vaccine cho Việt Nam trong năm nay, nâng tổng số vaccine viện trợ của Trung Quốc lên 5,7 triệu liều. Một số địa phương của Trung Quốc cũng viện trợ vaccine và trang thiết bị y tế cho các địa phương của Việt Nam. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã bày tỏ sự cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của Trung Quốc. Hai bên nhất trí nối lại các chuyến bay thương mại khi điều kiện cho phép, tạo thuận lợi cho việc qua lại về người và hàng hóa, đẩy nhanh việc nâng cấp hoặc mở mới các cặp cửa khẩu như Hoành Mô, Động Trung, Tà Lùng, Thủy Khẩu, Trà Lĩnh, Long Bang, Ma Lù Thàng, Kim Thủy Hà, Lý Vạn, Thạc Long để tăng cường giao thương ở khu vực biên giới. Tiếp theo chương trình là thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới. Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 22 giờ ngày 10 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 224 triệu 265.652 ca nhiễm COVID-19. Trong số đó có 4 triệu 624.257 ca đá tử vong. Số bệnh nhân điều trị khỏi bệnh là 200 triệu 850.168 người. Tại khu vực Đông Nam Á, Bộ Y tế Campuchia cho biết kể từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 9 tháng 9, Viện Pasteur Campuchia đã phát hiện tổng cộng 3.731 trường hợp nhiễm biến thể Delta tại 24 trên 25 tỉnh, thành phố trên cả nước Campuchia. Tỉnh Kép là tỉnh duy nhất chưa phát hiện ca nhiễm biến thể này. Bộ Y tế Campuchia kêu gọi người dân không lơ là cảnh giác, thay đổi lối sống và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dựa trên tỷ lệ lây nhiễm có xu hướng giảm ổn định và tỷ lệ tiêm chủng tại thủ đô Phnom Penh, chính quyền thủ đô vào ngày 10 tháng 9 thông báo Toàn bộ các trường trung học công lập và tư thục ở thành phố sẽ được phép mở cửa trở lại kể từ ngày 15 tháng 9 tới. Bộ Y tế Lào ngày 10 tháng 9 ghi nhận 194 ca mắc mới COVID-19, trong số đó 108 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 86 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Như vậy cho đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 16.936 ca mắc COVID-19, trong đó có 16 người đã tử vong. Bộ Y tế Lào đang lo ngại nguy cơ dịch bệnh bùng phát mạnh khi tiếp tục ghi nhận nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng tại một số tỉnh như Champasak, Kham Huan, Savannakhet, Thái Lan thông báo, nước này có thêm 14.403 ca nhiễm mới COVID-19, cùng với 189 trường hợp tử vong. Nâng tổng số các ca nhiễm từ đầu dịch lên 1.352.953 ca. Trong số đó, có 13.920 người đã không qua khỏi. Số người tử vong vì Covid-19 hàng ngày tại Thái Lan đã giảm xuống dưới ngưỡng 200 ca so với mức kỷ lục 312 trường hợp được ghi nhận vào hôm 18 tháng 8. Bộ Y tế Thái Lan vẫn dự kiến đề nghị Trung tâm xử lý tình hình Covid-19 duy trì lệnh giới nghiêm ban đêm hiện nay tại các tỉnh trong vùng đỏ sẫm thuộc diện kiểm soát đặc biệt và tối đa cho tới cuối tháng này. Trong khi đó, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi dân chúng bắt đầu học cách sống chung với Covid-19 khi căn bệnh này không còn được coi là đại dịch nữa. Bộ trưởng Bộ Y tế Budi Gunadi Sadikin cho hay, trong giai đoạn chuyển tiếp này, cộng đồng đã có thể bắt đầu các hoạt động phù hợp với mức độ áp dụng lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng tại khu vực sinh sống cũng như phải thực hiện nghiêm các quy định y tế và ngay lập tức đi tiêm chủng. Còn tại Malaysia, Cơ quan y tế nước này đã phát hiện hai trường hợp là người nước ngoài nghi nhiễm biến thể Mu và biến thể Lambda khi tiến hành xét nghiệm Covid-19 tại lãnh thổ liên bang Labuan. Cục y tế Labuan cho biết đây là hai thủy thủ làm việc trên một con tàu. Tại Đông Bắc Á, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vừa xác nhận 18 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Eta của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên trong những ngày gần đây, số ca mắc mới ở Nhật Bản đang có xu hướng giảm dần. Ngày 9 tháng 9, nước này chỉ ghi nhận thêm 10.397 ca mắc mới trên toàn quốc, giảm 2.001 ca so với một ngày trước đó. Chính phủ Nhật Bản đã thông qua kế hoạch cơ bản về nới lỏng các biện pháp hạn chế liên quan tới dịch bệnh COVID-19. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc Jeong Un Kyung cho biết, mô hình sống chung an toàn với dịch COVID-19 có thể được chính phủ Hàn Quốc xem xét sớm nhất là vào cuối tháng 10 tới, và chính phủ nước này đang nỗ lực hướng tới mục tiêu này. Ngoài ra, một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết, nước này cũng đang xem xét việc mua trước thuốc điều trị COVID-19 từ nhiều công ty dược phẩm trên thế giới, nhằm giảm nguy cơ xảy ra bất kỳ vấn đề nào về nguồn cung. Tại châu Đại Dương, lần đầu tiên từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Australia ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày lên tới 1.900 ca nhiễm. Riêng bang tâm dịch New South Wales trong ngày 10 tháng 9 phát hiện 1.542 ca mắc mới, vượt qua con số cao nhất ghi nhận trong tuần trước là 1.533 ca nhiễm. Đáng lo ngại, số bệnh nhân COVID cần nhập viện tại Sydney trong 2 tuần qua đã tăng gấp 2 lần lên 6.000 ca. Thực tế này gia tăng sức ép lên ngành y tế của quốc gia. Tại châu Âu, Liên minh châu Âu-EU ngày 9 tháng 9 đã đưa Nhật Bản, Albania, Armenia, Azerbaijan, Brunei và Serbia ra khỏi danh sách đi lại an toàn, đồng nghĩa với việc người nhập cảnh EU từ nhóm 6 nước trên sẽ phải chịu các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn như xét nghiệm COVID-19 và phải cách ly. Hiện danh sách đi lại an toàn trong dịch COVID-19 của EU còn 12 quốc gia, trong đó có Australia, Canada và Ả Rập Saudi. Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo, lần đầu tiên trong 2 tháng qua, số ca mắc COVID tại nước này đã giảm dưới ngưỡng nguy cơ cao 150k ca trên 100.000 dân theo quy định của cơ quan này. Tính đến ngày 9 tháng 9 Tây Ban Nha ghi nhận tổng cộng 4 triệu 903.021 ca mắc COVID-19, bao gồm 85.218 ca đã tử vong. Chính quyền Trung ương và các địa phương của Tây Ban Nha đã nhất trí cho phép các trung tâm thể thao ngoài trời đều phép tăng số lượng người tham gia trong tháng 9 này. Ngày 10 tháng 9, Chính phủ Đan Mạch đã dỡ bỏ quy định sử dụng hộ chiếu vaccine khi vào các câu lạc bộ đêm, chấm dứt việc áp dụng các biện pháp hạn chế phòng chống dịch bệnh COVID-19 Thưa quý vị, bản tin Covid-19 cập nhật sáng ngày 11 tháng 9 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!